Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy giấc ngủ là một phần không thể thiếu trong đời sống con người. Nếu bạn đang gặp phải chứng bệnh mất ngủ thì hãy nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, nhằm khắc phục từ gốc tế để có thể chấm dứt bệnh trước khi nó chuyển sang mãn tính. Những thông tin hữu ích dưới đây có tại trang sức khỏe và đời sống. Chứng tiểu đêm gây mất ngủ. Chứng tiểu đêm có thể khiến bạn thức giấc nhiều lần chỉ trong một đêm. 75% số người tham gia một cuộc khảo sát của Mỹ trong độ tuổi từ 18 tuổi nói rằng chứng tiểu đêm là lý do khiến họ thức giấc nhiều lần. Đối với người bình thường, quá trình hình thành nước tiểu thường hoạt động chậm hơn vào lúc ngủ, qua đó cho phép cơ thể có được giấc ngủ từ 6 đến 8 tiếng thoải mái. Thế nhưng, những người mắc chứng tiểu đêm lại không có được may mắn này. Để tránh bị phá giấc ngủ, tốt hơn hết là vào ban đêm cần hạn chế tối đa uống nước, đặc biệt là với trà và cà phê. Nếu cách làm trên không phát huy tác dụng, rất có thể bạn đã gặp những vấn đề về sức khỏe như tiết niệu thận, tuyến tiền liệt, mang thai hay thậm chí là tiểu đường. Bạn nên tìm đến các trung tâm y tế được khám chữa kịp thời. Mất ngủ ở tuổi già và cách khắc phục Đối với những người đã có tuổi, giấc ngủ thường bị ngắt quãng từ 3 đến 4 lần mỗi đêm và kết thúc sớm hơn bình thường. Các yếu tố gây mất ngủ ở người cao tuổi gồm giảm hoạt động thể lực, thay đổi nhịp sinh học, giảm khả năng hồi phục và chức năng khi cơ thể bị lão hóa, các bệnh lý như sa sút trí tuệ, tim mạch, đau xương khớp trầm cảm. Cách điều trị bị mất ngủ tốt nhất là áp dụng các biện pháp không dùng thuốc, nhất là với trường hợp mất ngủ do rối loạn tâm lý kéo dài, nhằm xóa bỏ hoặc làm giảm các yếu tố gây mất ngủ. Người cao tuổi nên bỏ những giấc ngủ vào ban ngày, không xem tivi ngay trước khi ngủ, thay vào đó nên bổ sung một ly sữa ấm. Vì sao uống rượu bia quá nhiều có thể gây mất ngủ? Uống rượu bia quá nhiều có thể gây mất ngủ là tình trạng phổ biến hiện nay. Những người này thường bị mất ngủ khó ngủ, ngủ không ngon giấc, từ đó khiến cho cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt. Sở dĩ uống rượu bia nhiều có thể gây mất ngủ là vì trong rượu bia có cồn. Đây là chất gây ngộ độc cho hệ thần kinh và các cơ quan khác trong cơ thể nếu sử dụng quá mức. Hiện tượng mất ngủ khó ngủ do uống rượu bia không phải xảy ra ở tất cả mọi người. Đối với những người có thể trạng tốt cơ thể thích nghi với bia rượu thì rượu bia lại làm họ dễ ngủ hơn nếu uống với ngưỡng vừa phải của cơ thể phù hợp với thể trạng. Còn đối với những người có thể trạng kém rượu bia sẽ gây độc hệ thần kinh, gây nên tình trạng mất nước trong cơ thể, từ đó gây nhức đầu, khó chịu, dẫn đến bất dứt khó ngủ, ngủ không ngon giấc và thậm chí là mất ngủ. Tác hại của giấc ngủ chưa quá dài, chứa chiêu thay. Có một giấc ngủ chưa quá dài có thể làm cho bạn cảm thấy khó khăn hơn để có được giấc ngủ vào ban đêm. Điều này sẽ khiến bạn khó chịu vì chất lượng giấc ngủ kém vào ban đêm để làm cho bạn mệt mỏi cả ngày hôm sau. Nếu việc này lặp lại thường xuyên sẽ trở thành một vòng tròn luẩn quẩn không thể kiểm soát. Không giống như trẻ em, người lớn hầu như không cần phải ngủ trong ngày, trừ khi họ là người lớn tuổi hoặc ôm yếu. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự cần có một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa, bạn chỉ nên ngủ khoảng chừng 30 phút và không ngủ vào lúc chạng vạng chiều để tránh mất ngủ vào buổi tối. Tốt nhất là ngủ trong khoảng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Lo lắng buồn chồn tác động tới giấc ngủ. Những lo lắng buồn chồn về tâm lý có thể gây khó ngủ lẫn những cơn ác mộng. Và một khi tỉnh giấc, bạn không còn muốn tiếp tục giấc ngủ nữa và trằn trọc như vậy đến sáng. Nếu triệu chứng này xảy ra quá lâu, sức khỏe của bạn có khả năng bị đe dọa nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, những chuyên gia sức khỏe sẽ đưa ra những biện pháp về tâm lý đi kèm với các loại thuốc, phương thức giải tỏa. Trước khi đi ngủ, tốt hơn hết, các bạn nên nghỉ ngơi, nghe nhạc hoặc tập nhẹ để loại bỏ những bức xúc tâm lý. 80% bệnh nhân trong ngược dạ dày thực quản bị bất ngủ. Đây là một bệnh tiêu hóa mãn tính xảy ra khi axit dạ dày đôi khi bật trở lại vào thực quản. Ban đêm chính là thời điểm dễ gây ra hiện tượng trào ngược, người bệnh có thể xuất hiện những biểu hiện ợ chua, ợ nóng khó chịu, đặc biệt là những cơn đau tức ngực, đau lưng âm ỉ suốt đêm khiến bạn bị mất ngủ, cơ thể mệt mỏi. Để giải quyết bài toán khó này, các bạn sẽ tự sắp xếp một thời khóa biểu ngủ nghỉ phù hợp. Các bạn sẽ cần tránh những giấc ngủ ngay sau khi ăn, tránh uống rượu và chỉ ăn nhẹ trước lúc ngủ. Những chất kích thích như nicotine hay caffeine đều phải tránh trước khi đi ngủ 8 tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là những thông tin hữu ích xoay quanh căn bệnh loãng xương, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.